Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa cùng với gia đình Đại chủng viện, chúng con xin hết lòng cảm ơn cha xứ, cha phó của xứ Hoàng Nguyên, cha xứ Mai Đô và tất cả quý ông bà anh chị em của vùng Hoàng Nguyên này, đặc biệt là đội kèn cũng như đội trống để phục vụ trong thánh lễ ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, thật là một vinh dự cho anh em chúng tôi, bởi vì đây là lần đầu tiên sau 75 năm từ khi chủng viện phải đóng cửa, ngày hôm nay chúng tôi lại được dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các đấng, các bậc đã hy sinh cũng như góp phần để xây dựng công việc truyền giáo của Tổng giáo phận Hà Nội. Được dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các ngài, đồng thời cũng xin các ngài trong tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho tất cả chúng ta, những người còn đang sống. Vì thế chúng tôi xin dâng thánh lễ này không chỉ cầu nguyện cho các đấng, các bậc đã xây dựng, dạy dỗ chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng dâng thánh lễ để cầu nguyện cho tất cả quý ông bà, anh chị em thuộc giáo miền của chúng ta hơn 100 năm qua từ khi có Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên. Xin Chúa thương đưa tất cả các linh hồn ấy được về hưởng nhan Thánh Chúa. Và trong thánh lễ này, chúng ta cũng hợp ý cầu nguyện cho 7 người, xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse, 5 người xin cầu nguyện cho linh hồn Maria, 6 người xin cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên, 1 người xin cầu nguyện cho các thai nhi, 1 người cầu nguyện cho linh hồn Jacobe, 1 người xin cầu nguyện cho linh hồn Anna và Thomas, 1 người xin cầu nguyện cho các linh hồn, 1 người xin cầu nguyện cho Đức Hồng Y Paulo Giuse, 1 người xin cầu nguyện cho Đức Cha Giuse, và 1 người xin cầu nguyện cho các linh mục, các chủng sinh và tất cả các sơ, các phục vụ đã qua đời. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhận lời và để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta cùng thống hối mọi lỗi lầm. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Tôi xin được bà Maria đặng đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi chữa quả Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, là niềm vinh hạnh của người tín hữu,
là sự sống của bậc chính nhân. Chúa đã muốn cho con Chúa chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến các đấng các bậc và các tín hữu khi còn sống đã tin nhận mầu nhiệm phục sinh mà ban cho các ngài được vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi môn dân một bữa tiệc. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Chân nuôi tôi nên đời tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa ở cùng tôi thì đời tôi đâu còn sợ gì. Thank you.
bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, phàm ai được thần ký Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần ký khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần ký làm cho anh em trở nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi. Chính thần ký chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những mong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quần quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần ký như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Đó là lời Chúa. Bấy giờ khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với." Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái." Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu: "Ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi." Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ,
đọc kỹ bài tin mừng ngày hôm nay và nhất là đọc trong bối cảnh của cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy có một điều rất kỳ lạ và có thể nói nó là một điều kỳ diệu chứ không chỉ kỳ lạ thôi. Nó kỳ diệu bởi vì chúng ta thấy cái thái độ của Chúa Giêsu trước mặt vua Hê-rô-đê hỏi bao nhiêu điều, Chúa Giêsu không đáp một lời. Dưới chân thập giá, theo Thánh Luca mô tả, có những bậc kỳ lão, những bậc đạo cao đức trọng của dân Do Thái chế giễu Chúa Giêsu, Chúa cũng không đáp lại một lời. Những người lính thì cũng nhục mạ Chúa Giêsu, Chúa không đáp lại lời nào. Dân chúng thì đứng xa xa chỉ trỏ, Chúa cũng không đáp lại. Thế mà khi người trộm lành bị đóng đinh bên tay phải của Chúa, một tội nhân lên tiếng nói thì Chúa Giêsu lại trả lời. Và Chúa Giêsu không chỉ trả lời mà Chúa Giêsu còn hứa với anh một điều rất trọng đại. Chúa nói với anh, ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Chứ thiên đàng, cái nguyên ngữ của nó là paradise hay paradise tiếng Anh. Mà chúng ta nhớ cái chữ thiên đàng này, nó là cái từ mà trong sách Sáng Thế nói về việc Thiên Chúa đặt ông Adam và bà Eva ở trong vườn địa đàng. Đó là cái chữ thiên đàng. Và hàng ngày vào buổi chiều, Chúa đi dạo với ông Adam ở trên cái thiên đàng đó. Và Chúa Giêsu hứa cái điều này, một cái điều hết sức trọng đại, cho anh ta ở trong vườn địa đàng như cái ngày Thiên Chúa sáng tạo ông Adam. Và không phải là lâu mà ngay hôm nay khi Chúa lên, Chúa đưa anh ta lên. Và chúng ta thấy trong phúc âm, Chúa chỉ hứa điều này với một mình người trộm lành. Đức Mẹ Chúa cũng không hứa. Thánh Gioan môn đệ Chúa Giêsu yêu dấu, Chúa cũng không hứa. Dĩ nhiên các ngài cũng sẽ được ở trên thiên đàng, trên vườn địa đàng với Chúa. Nhưng một cái lời hứa long trọng như thế này thì Chúa chỉ hứa với người trộm lành. Tại sao mà cái người trộm lành này lại được Chúa Giêsu hứa một điều hết sức trọng đại như vậy? Đọc kỹ phúc âm thì chúng ta thấy bởi vì anh ta có tấm lòng. Anh ta có lòng tin. Anh ta có cái sự khiêm nhường. Anh ta có cái lòng yêu mến. Anh ta yêu mến Chúa Giêsu. Anh ta bênh vực Chúa. Anh ta bảo còn ông này có làm gì sai trái đâu. Mình chịu. Ông ta nói với cái người trộm ở bên tay trái, mình phải chịu như vậy là đáng. Còn ông này có làm gì sai trái đâu. Anh ta thương cảm Chúa Giêsu. Anh ta không nghĩ tới mình. Chúng ta nhớ lại cái hoàn cảnh anh ta đang bị đóng đinh trên thập giá, đau đớn, khổ nhục, nắng đôi. Thế mà anh ta không nghĩ tới mình. Anh ta nghĩ tới Chúa Giêsu trước. Ông này có làm gì sai trái không? Và cái lòng tin của anh ta, chúng ta thấy thật là cao cả. Giá mà Thánh Phêrô hay Thánh Gioan nhìn thấy Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor và tuyên xưng Chúa Giêsu là vua thì điều đó dễ hiểu. Còn đây bên cạnh anh ta là một người tội nhân, mặt mũi thì không còn hình tượng, hai tay thì đóng vào thập giá, chân cũng đóng vào thập giá y hệt anh ta.
Thế mà anh ta đã nhìn ra được cái người tội nhân bị đóng đinh trên thập giá đó chính là ông vua. Ông Giê-xu ơi, khi nào về nước của ông? Nghĩa là cái người này không phải là một người tội nhân bình thường, mà ông ta có vương quốc, cho nên khi nào về nước của ông? Và cái lòng khiêm tốn của anh ta thật là quý giá. Anh ta không xin Chúa một cách trực tiếp, anh ta chỉ dám nói với Chúa rằng khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Bao giờ về rồi nhớ đến tôi, chỉ cần có thế thôi. Thế mà qua cái tấm lòng của anh ta, lòng tin, lòng mến và cái sự khiêm tốn đó, Chúa Giê-xu đã hứa cho anh ta một cái điều mà trên trần gian Chúa chỉ hứa có một mình anh ta thôi. Và thưa quý ông bà anh chị em, đọc kỹ bài tin mừng này, chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta được có tấm lòng để chúng ta cũng biết tin, biết nhìn tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống này ở trong bàn tay của Chúa. Chúng ta phó thác cho Chúa và chúng ta khiêm tốn, không đòi hỏi ở nơi Chúa, nhưng mà phó thác hoàn toàn tùy Chúa muốn làm gì với chúng ta, thì xin Chúa cứ việc thực hiện trong đời của mỗi người chúng ta. Và nhất là chúng ta có cái tấm lòng yêu mến Chúa, yêu mến tất cả những người xung quanh của chúng ta, và nhất là yêu mến các linh hồn mà giáo hội cho chúng ta trong cả tháng này để cầu nguyện cho các ngài. Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, khi chúng ta dâng thánh lễ, dự lễ, đọc kinh mân côi cầu cho các ngài, chúng ta hãy nhớ kỹ hội thánh của chúng ta có mầu nhiệm các thánh thông cấp. Chúng ta không có thiệt, nhất là khi chúng ta cầu nguyện cho các đấng, các bậc, những người đã từng xây dựng cái giáo miền Hoàng Nguyên này. Khi Đức Cha Rờ To xây dựng Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên năm 1845, thì thưa quý ông bà, anh chị em, ít năm sau thì Cha Thánh Teofan Vena làm giám đốc Tiểu Chủng Viện. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện cho các đấng, các bậc, cho tất cả những người trong giáo miền này đã qua đời, trong đó có Cha Thánh Teofan Vena mà chúng ta quen gọi là Thánh Vệ, chắc chắn Ngài sẽ cầu bầu cùng Chúa bù lại cho chúng ta gấp trăm gấp ngàn lần. Vì thế chúng ta xin Chúa và xin các đấng cầu bầu cho chúng ta để có được lòng tin, có được lòng mến và nhất là biết sống khiêm tốn. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin người thì sẽ không phải chết bao giờ. Luôn vững tin Đức Kitô đã phục sinh, tin kẻ chết sẽ sống lại và tin có sự sống đời sau, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hội thánh luôn dành tháng 11 để mời gọi các Kitô hữu dâng lễ, làm việc lành phúc đức và nhân là việc bác ái yêu thương, để cầu nguyện cho các đấng linh hồn nơi luyện ngục. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết thực hiện trọn vẹn những gì hội thánh đã dạy trong đời sống đức tin hàng ngày. Chúng ta hãy cầu nguyện. Giê-xu đã chịu hình,
chịu tử hình và mai táng, nhưng Thiên Chúa đã cho người phục sinh vinh hiển. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng người chung hưởng hạnh phúc vinh quang. Chúng ta hãy cầu nguyện. Trước Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, tất cả chúng ta đều là kẻ có tội và nhiều khi mang lấy tội lỗi mà đi vào cõi chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đã lìa cõi thế, được Chúa thứ tha mọi tội lỗi để có thể được sống lại hiển vinh. Chúng ta hãy cầu nguyện. Các Kitô hữu còn sống có thể giúp ích cho các linh hồn trong luyện ngục bằng lời cầu nguyện và các việc lành hy sinh hàm mình, nhất là bằng việc dâng thánh lễ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu rằng thánh lễ cần thiết biết bao cho các linh hồn trong luyện ngục, để chúng ta thường xuyên tham dự thánh lễ sốt sắng. Chúng ta hãy cầu nguyện. Tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã mở cửa nước trời cho chúng con. Xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa được vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên cõi trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lễ vật này để cầu cho anh chị em tín hữu đã lìa cõi thế. Xưa Chúa đã lấy nước thanh tẩy họ, nay nhờ Đức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hòa. Xin mở lòng khoan dung rửa họ cho sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con được sinh ra bởi quyền năng của Chúa, được dẫn dắt theo thánh ý Chúa. Ở dưới đất này, nơi chúng con bởi đó mà ra, nhờ mệnh lệnh của Chúa, chúng con được giải thoát khỏi án phạt của tội lỗi. Nhờ con Chúa chịu chết, chúng con được cứu chuộc. Bởi ý Chúa muốn, chúng con được sống lại để hưởng vinh quang phục sinh của Người. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát bài ca chúc tụng Chúa rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và bình cựu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết, tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy
Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Phụ Tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến các đấng bậc trong hội thánh, đặc biệt là những người đã phục vụ trong giáo miền chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giảng nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con thành cha cả sáng, Chúa cha chỉ đến, ý cha thể xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chúa tham dối, đừng cứu chúng con cho lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, để nhờ lượng từ bi Cha nâng đỡ, chúng con luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được yên ổn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoán thương ban cho hội thánh được hợp nhất và bình an theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta chúc bình an gia nhập. Thank you.
Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong bí tích vượt qua này, Chúa đã cho chúng con nên một với Đức Kitô, đấng toàn thắng tội lỗi và thần chết. Xin cho anh chị em tín hữu đã qua đời được thoát khỏi vòng tội lỗi để cùng người hưởng vinh quang phục sinh, người hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Một lần nữa, gia đình Đại Chủ Viện chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha cũng như tất cả quý ông bà, anh chị em, nhất là phường âm nhạc ngày hôm nay. Xin Chúa ban nhiều ơn lành giúp quý ông bà, anh chị em được luôn luôn tin tưởng ở nơi Chúa. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.